Chú có số điện thoại không? Bây giờ mình bóng sau là liên hệ chú. Nhiều khi con có gì cũng giúp đỡ chú rồi được. Trời ơi. Đau lòng quá, thấy chú tội nghiệp quá. Còn mấy tờ hả chú? Còn mấy tờ vậy? Để con coi coi, con coi còn còn mấy tờ. Trời ơi nhiều quá vậy. Vô vô mưa vô trong trong này nè, trong này đứng nè. Trời mưa, trời mưa. Ủa nãy con mua mấy tờ rồi? Đây cứ còn mấy tờ đây. 2 2 4 6 tờ, 2 4 6 tờ, 6 tờ. Chú còn nữa không? Còn 6 tờ này. Trời ơi còn nhiều quá vậy. Quá trời vậy trời. Trời mưa mà chú lấy nhiều quá vậy. Chú không không có nói chuyện được hả chú? À bị bệnh cái cổ họng luôn hả? Chú có điện thoại không? Trời ơi không có luôn hả? Rồi sao liên hệ? Nhà chú ở đâu? Ơi ơi chú biết viết không, biết viết không, viết không được luôn hả? Chú thường đi bán cái đường này không? Thường đi bán đường này không? Ơi ơi vậy đó hả? Chú đang ở với ai vậy? 4 người hả? 4 người con hay là sao? Bây giờ con có công chuyện rồi, thôi để ngày mai con lên đây gặp chú đưa con về nhà chú để con biết nhà rồi coi con có ủng hộ được gì chú ủng hộ ha. Con bên hội từ thiện á, con có giúp được chú gì con giúp nha. Ngày mai ha, ngày mai con lại đây kiếm chú nha. Dạ rồi, tại đây ha, rồi. Trời ơi trời mưa mà thấy chú đi tội nghiệp quá.